Thì đây là một cái vườn tắc trồng cũng rất là rộng luôn. Cái vườn này khoảng 2 công đất. Này là chuyên trồng về tắc thôi nghe các bác anh chị. Cho thấy tắc. Này tắc thì lại chín thì mới hái được, nhưng mà cái này thấy cũng hái được. Này vô này hơi chặt, chứ khó đi nhưng mà cũng được. Trái rất là nhiều luôn. Này là trái này thu hoạch được rồi nè các anh chị. Đây là trái này. Chín rồi, đây là chín luôn rồi. Này như trái này nè, trái tắc này. Rồi thấy không? Có nước luôn rồi. Cái này rất là ngon luôn, cái này làm nước uống rồi. Rất là ngon. Này nguyên khu vực này trồng rộng quá trời luôn. Tắc trái này. Này thì đây là kỹ thuật ta trồng này, này người ta xử lý bằng cách là người ta có cái chai này, ta đựng các cái dung dịch đó để cho cái trừ sâu, này không xịt khỏi chúng ta khỏi xịt sâu. Này cũng là một trong những cái sáng tạo của bà con nông dân mình để mà phòng trừ sâu đối với cây tắc như thế này, rất là hiệu quả luôn. Chúng ta nhìn thấy có cái đầm lỗ như thế này, đây là một cái kỹ thuật rất là hay. Cái này này người nông dân ta áp dụng vào để chúng ta hạn chế được cái việc xịt thuốc gây ảnh hưởng sức khỏe cho người sử dụng cây tắc này. Đây chúng ta thấy trái rất là nhiều luôn. Trái rất là nhiều. Này thu hoạch thì khoảng trong vòng khoảng tháng 7 âm lịch là trái rất là nhiều luôn. Cái này là người ta đã xử lý đúng mùa mùa vụ. Thì trái này là đối với những cái trái tắc này thì nó có cái màu như thế này thì chúng ta đã thu hoạch được rồi. Đây trái này vàng vàng rồi. Trái quá nhiều luôn. Ở trên này trái nhiều. Thì cái lợi nhuận từ trồng tắc này so với trồng lúa thì cũng cao hơn. Và đặc biệt là những cái khu vực mà lúa mà trồng là không hiệu quả. Thí dụ như là các cái vùng đất mà nó bị gò hoặc là nó có ít chất phù sa thì làm lúa nó sẽ không có hiệu quả, nó không năng suất. Thì bà con sẽ chuyển đổi qua cây trồng. Và đây là một trong những cái mô hình mà trồng ở trên địa bàn vùng mà không có thu hoạch lúa trúng thì người ta sẽ trồng tắc. Có một số nơi thì người ta trồng chanh. Đi vô đây rất là thơm luôn nghe cô bác chị. Cái mùi xả, mùi tanh, mùi dừa tắc này rất là thơm. Này vô đây rồi. Đi không thấy đường đi luôn, quá trời đường trái. Cái này trồng cũng mấy năm rồi. Này mỗi năm bị thu hoạch đều đều hết. Trái quá là trái luôn. Trái chín nè. Đấy, chúng ta vẽ lên ta làm nước được rồi. Rất là ngon. Wow.
Hai trái này chín hết rồi. Đây hai trái luôn. Trái này chúng ta bẻ và chúng ta làm nước uống rất là thơm. Và có thể ta làm bức bức tắc. Có nhiều người ta làm bức tắc rất là ngon luôn, nhất là Tết đó, thì người ta sử dụng trái này này ta làm bức tắc. Ăn nó rất ngon, bùi và nó rất tốt cho sức khỏe. Đặc biệt ở đây thì người ta trồng không có phân thuốc nên rất là tốt cho sức khỏe người ta, không có hại ảnh hưởng gì. Đây là chín hết trơn. Này đắt mà chín trơn chúng ta sử dụng rất là ngon luôn. Này chút xíu nữa mình vô mình làm nước uống rất là tốt. Trái quá trái.